bộ máy đồng hồ 20 tháng 6 22. À, cái lúc này là mình mới thịt của cái đội đi tuần tra này, mình lấy đồ của bọn nó để mình ngụy trang. Ok, và chào anh em đã quay trở lại con đục tiên God nha. Cái nhiệm vụ lần này là mình sẽ đi vào cái căn cứ để mình thu thập cái dữ liệu về tên lửa của bọn lục bọn địch đây. Lại có ai bắn đầu ngựa trời. Chỉ huy sao đây? Tôi điểm thấy có 8 tên tại chốt chặn. Chạo mới gì chạy tới nó điểm có 8 thằng, điểm lẹ thiệt chứ. Và tên lính canh ở trên tháp là chính. Hãng ta trước, tòa tháp ở bên phải. Đây à. Rồi rồi. Mới đây mà điểm được 9 thằng luôn. Ảo thiệt chứ. Lộ gần ở giữa, lộ gần là mình đó em. Tự chọn mục tiêu. Bãi chim. Bên mình có 4 thằng mà sao bắn lẹ dữ trời. Mình chỉ kịp giết con thằng thôi đó em. Logan, left side, covering Keegan. Clear that body, I can see it from here. Chọn cái xác. Kick, Redbird is secure. Where's the patrol? They passed the outer perimeter, headed your way, right on schedule. Bên mình còn có chim mồi ở bên ngoài nữa cơ. Đấy, vừa thông báo cho mình là số một đội tuần tra đi vào này. Cái bộ quân phục là vừa rồi mình mới cướp được cái tụi đi đi gác ở ngoài, ở vòng ngoài nè. Thì chiếc bọc thép đi qua. Đây rồi. Xử tên tài xế. Clean and load. We need to be green in 30. Bag. Everyone in. Let's go. Go 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 go. 30 giây nữa. Once inside, keep your spacing and minimize shots after the blackout. Hesh should be ready to hook into their system when we get to security. Roger. Mình sẽ phải hành động cực kỳ nhanh trong thời gian nhanh nhất có thể sau khi mà bị ngắt điện. Hơn một phút nữa là cái toàn bộ cái hệ thống điện đây sẽ bị ngắt anh em. Thì lúc đó mình sẽ hành động đấy. Trời chào luôn, ngủ làm như quen biết gì chào. Bus. Tụi này đi xe đúng có một kiểu luôn á. Chắc kiểu để nhận dạng nhau hay gì á. Hello, hello my friend. Không biết luôn, không nhận ra luôn. Bởi vậy nghĩ sao mà cứ cho lính nó bịt mặt, bịt mũi vậy biết đường đâu, biết thằng nào ra thằng nào đâu anh em. 15 giây nữa. Chuẩn bị nha, chuẩn bị nha, chuẩn bị cúp điện nha. Mình phải hành động nhanh nè. Mấy khứa này bị bất ngờ cho nên là không có kịp đối phó. Kiểu như bị đuôi ý. Thấy kiểu bắn sản kìa. Tội ghê không? Thôi, cũng kệ đi. Thời não rồi mà một băng đạn có cái súng 30 viên à. Nó mở rộng lên 45 chứ. Running static test pattern now. And confirm signal. Check. Movement ahead. Yeah. Ôi bồ mình thính thế nhờ. Hydraulic seal needs to go.
Đây là cái một giờ đây là một cái dạng cửa thí lực nè, giờ mình phải làm tê liệt cái hệ thống đó. Bộ ly chưa? Nó kia có một cái tấm gì đó, đừng khoan qua mà. Đây 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 đây. Hình như mình khoan chúng là nó sẽ nổ hay gì, hay nó báo động gì đấy. Đấy, cái mũi khoan mà chuẩn bị đi vô kìa anh em. Lùi lại. Lũ đạn thần trưởng nè. Ồ, cái lũ đạn của mình như giết hết rồi kìa. Trời, bồ mình dính trưởng luôn. Mấy cái nhà khoa học chết oan rồi nha. Thôi, hên đấy. Mấy cái nhà khoa học này hên nó chạy kịp đấy. Vô đi. Em Út là lúc nào cũng nhường cho anh á. Trời ơi, cái căn cứ của bộ này kìa. Ảo chưa? Nó xây trên một cái kiểu như một cái vị trí này nè. Cực kỳ kiên cố và khó bị phát hiện anh em ạ. Mấy anh kỹ sư nào giỏi dưới bay. Địa hình này mà cũng xây lên được nữa. Rồi, gớt luôn. Bẹp. Sợ vãi. Chạy đâu ta? Đi không được. Hello. Súng đam to mà ít đạn quá. Lú không thì bắn luôn kìa. Quỷ thiệt chứ. Trời ơi, cái nào cũng ít đạn. Thời điên thiệt chứ. Chúng mình tới cái trung tâm của cái căn cứ này. Mình nhớ rồi, cái chỗ này là mình lấy dữ liệu xong rồi mình phải cố thủ anh em ơi. Cúc. Thấy cái túi đặt ở trên cái sàn chỉ huy à. Đây, túi của mình đây. Chí này nó bắn được hết nè. Đặt Claymon. Đây đó.
all here. Specs, design, implementation. Nhiều quá ta. Các phòng thủ chỗ này hơi mệt nhờ. Chết bà rồi. Cứ bắn đi, cứ bắn đi, cứ bắn đi. Để mình cứ bắn đi để em. Nó chuẩn bị qua bên kia rồi. Móc cánh luôn mới ghê chứ. Ổn không mày đi? Ồ, tụi nó đảo cánh liên tục luôn á. Quỷ thiệt chứ. Ôi, tụi nó lên đây rồi à, lẹ vậy. Khí ga bắt đầu có tác dụng. Cố lên, cố lên, cố lên. Sau lưng, sau lưng, sau lưng, bắn phụ, sau lưng. Trời ơi. Ôi chết mẹ mất kia anh. Lê. Xong rồi, giờ chỉ thủ thôi. Giờ là rút rồi. Đây, rút rồi đây. Nhanh mấy anh ơi. Chạy đi, trời ơi, nó đông lắm. Đông thiệt chứ. Hay quá trời ơi. Y như phim hành động. Time check 2356. Check. We're going out the same way we came in. Keep your weapons low but ready. Time to blend in. Trời ơi, nãy vô bằng đường nào giờ ra bằng đường đó anh em ạ. Ở giờ bộ què rồi nữa. Here we go. Em đẹp chứ không có điên đâu anh em, không muốn chiến đấu đâu. Đang nổ anh em à, đang xào xạo. Nên kêu kiểu giống như tụi nó bắn nhau trên kia ghê lắm, tụi nó giỏi lắm. Anh em lên trên đó hết đi. Chạy lên, chạy lên, chứ để từng thằng đội trưởng nó tập hợp lính của nó lại điểm danh là thấy mẹ luôn á. Có chó nữa kìa. Chó này nó phải sủa tụi mình không vậy? Vậy không? Cái đường để mình vô nè. Trời ơi, mình ghê quá. Trời ơi, nó đâm ở đây nó đắp chiếu hết rồi, ghê quá.
Trời ơi, thằng này sao không ai lo cho nó vậy? Lên xe mấy anh ơi, trời ơi, đừng làm anh hùng. Lúc này mà manh động là nó kêu mình là anh khùng ấy, chứ mấy anh hùng đâu. Yeah, thoát rồi đây mà. Trời, đó là những cái địa điểm mà tên lửa nó bóng nó phóng tới chắc. Chết rồi, bọn nó bắt đầu nó chặn rồi anh em ạ, nó chặn mấy cái xe ở từ trong căn cứ ra nè. Kiểu như lúc này nó biết rồi, chắc là nó không liên lạc được với cái bọn đi tuần tra lúc đầu bị mình giết á, để lấy đồ á. Nó kêu tụi mày không xuống tao bắn. Mình bắt buộc phải bắn trước rồi. Ui, sáu nòng, ngon nha. Bên phải. Ủa, này phải sáu nòng. Trời ơi, cái này bắn còn phê số nòng nữa anh em. Căng quá, căng quá, căng quá. Nghĩ sao mà rồi dí mình à. Mấy thằng nhóc này. Ủa nó trâu quá ta, bắn không trúng kìa. Đùa với chúng tôi à. Mày đùa, dí nó đi, mày ngon mà dí nó đi. Mày ngon mà dí nó đi. Trời ơi, nó chết kìa. Mày ngon mà dí tao nó đi. Xạo với chúng tôi. Ây, đâu vậy? Ê, xe bọc thép này. Lụm. Ra đây, ngon đây. Ngon mà ra. Mày ngon mà ra đây, mày ngon mà ra đây. Tầng ngầm của bọn mình anh em ạ. Sợ chưa? À, mừng quá.